Nhai kẹo cao su có thể dương tính giả với nồng độ cồn, tài xế cần làm gì? Mới đây, đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến việc nhai kẹo cao su thổi có lên nồng độ cồn đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Theo đó, người đàn ông trong video chia sẻ rằng mình không uống rượu bia, thổi thử vào máy đo nồng độ cồn, loại cá nhân, tự mua, kết quả bằng 0. Người này sau đó nhai kẹo cao su hiệu Silitol rồi tiến hành đo lại. Lúc này máy hiển thị đỏ kèm con số trên mức 0, thể hiện rằng người thổi có nồng độ cồn. Theo ông Vũ Hoàng, chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, kẹo cao su này có thành phần chính là silitol, khoảng 39%. Trong khi đó, silitol được xếp vào loại đường rượu, sugar alcohol, kết hợp đặc điểm của phân tử đường và phân tử rượu. Điều này giải thích vì sao sau khi nhai kẹo cao su silitol như trên, máy có thể báo dương tính với cồn. Không như với rượu bia, hàm lượng cồn do các loại đồ uống và thực phẩm khác tạo nên trong cơ thể rất thấp và dễ bay hơi, nên sẽ biến mất hoàn toàn chỉ sau một thời gian ngắn, 15 đến 30 phút. Với trường hợp nồng độ cồn trong khí thở rất thấp và tài xế chắc chắn rằng bản thân không sử dụng rượu bia trong vòng 24 giờ thì có thể nghi ngờ máy đo không chính xác và yêu cầu được kiểm tra lại. Việc kiểm tra lại nồng độ cồn nên được thực hiện sau khoảng 15 đến 30 phút để đảm bảo hàm lượng ethanol trong khí thở do các loại thực phẩm và đồ uống không phải bia rượu bay hơi hết. Sau những lần đo lại mà vẫn cho rằng kết quả là không đúng thì tài xế cũng có thể yêu cầu được kiểm tra bằng phương pháp xét nghiệm máu.